Rồi cho anh em nha, thêm một chiếc nữa nha. Này số khung của nó là 5389 á, đời 2017. Giá tiền là kèm theo những khuyến mãi là bao dưỡng mới luôn anh em. Em quay sơ cái hàm nó cho coi. Nó đẹp nó phụ hơi tấu luôn. Này em dán tem Bluetooth nha. Thì cái cấp cũ nó bị hơi móp á, cho nên bên đối tác họ cho nên em dán ra các khách sẵn luôn. Nó miễn phí ha. Anh em muốn xài cái cũ thì em để cái cũ lại cho anh em nha. Cấp này cái thùng nước lúa này cũng còn đẹp, chạy sơ sơ chứ thôi, nên là mới tin thì dán tem mới lên được đâu. Quay sơ cabin rồi, đang quay có khách hỏi cái nha, ngược lại cái rồi quay tiếp ha. Cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á, nên mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại, tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để một chiếc 105 để mình quay cho người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC-70G Plus đó, máy khá xịn, này máy chạy nước ha. Rồi gần bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em cũng lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Sao nữa ha. Ừ,
Rồi máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, gửi chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây, sao của khu của máy cài. Như mấy chiếc này đang làm đây. Chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn. Đây, chiếc này giờ đang làm một số đã làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia là vực mình chuyên bày máy ha nè. Đó. Nên sẽ lựa máy thoải mái nha. Cảm ơn. Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình đó, muốn tham khảo về máy móc đó, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất đó. Mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha. Rồi, đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng thì xa xa kia ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện thoại có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.